đấu pháp thầy Kim như là sinh đôi chiến thuật thầy Park, liệu thành tích có y chang? Bóng đá Việt Nam vì đâu mà gian nan đường xuất ngoại? Tuyển Việt Nam cần có cuộc cách mạng, nhập tịch chỉ là một giải pháp. Đấu pháp thầy Kim như là sinh đôi chiến thuật thầy Park, liệu thành tích có y chang? Không chỉ là những người đồng hương, ông Kim Sang-sik và cả ông Park Hang-seo còn có một số điểm tương đồng trong cách sử dụng nhân sự và cả phong cách cầm quân. Điều này liệu có mang đến thành tích tốt cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới? Giống nhau đến ngạc nhiên, ông Kim Sang-sik đến với bóng đá Việt Nam theo kỳ vọng tái hiện những thành tích tốt cho bóng đá Việt Nam như thời ông Park Hang-seo sau hai trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, gặp Philippines ngày 6 tháng 6 và gặp Iraq ngày 12 tháng 6. Kết quả nêu trên chưa thể gọi là mỹ mãn vì đội tuyển không thể giành được vé lọt vào vòng thứ ba World Cup. Tuy nhiên cũng từ hai trận đấu ấy mà niềm tin đã trở lại với giới chuyên môn và cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam qua cách mà huấn luyện viên Kim Sang-sik sử dụng nhân sự và áp dụng lối chơi cho đội bóng của mình. Cựu phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm bình luận, cách sử dụng nhân sự của ông Kim Sang-sik đang có nhiều nét tương đồng với ông Park Hang-seo. Ông Kim giống ông Park ở điểm hướng đến sự an toàn trong công việc, xây dựng một bộ khung đội hình. Các cầu thủ nhiều kinh nghiệm được ưu tiên chọn lựa trước tiên, không chỉ về mặt con người. Về mặt lối chơi, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng có ý thức xây dựng lối chơi tương tự như là ông Park. Đó là một hệ thống gồm 3 trung vệ khởi đầu các trận đấu chậm rãi, theo hướng không để lọt lưới, không để thua trước, rồi mới tính đến việc chọc thủng lưới đối phương. Không loại trừ khả năng ông Kim Sang-sik đã nhận ra được những sự tư vấn của ông Park Hang-seo khi mà ông Kim nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Từ đó mà huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận ra rằng đâu mới là lực lượng tốt nhất, đâu mới là lối chơi tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Điểm tương đồng khác giữa ông Kim Sang-sik với ông Park Hang-seo đó là bối cảnh cầm quân của hai huấn luyện viên người Hàn Quốc. Ông Park đến với bóng đá Việt Nam khi mà chúng ta trải qua giai đoạn khủng hoảng thành tích đáng kể, cùng với đó là những thất bại liên tiếp trước thời điểm năm 2017, thời điểm mà ông Park Hang-seo bắt đầu cầm quân đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam. Đi tìm thành công giống bậc tiền bối, huấn luyện viên Kim Sang-sik đến với đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh bóng đá Việt Nam cũng không thành công dưới thời người tiền nhiệm Chu Xie. Dù là chưa đến mức khủng hoảng, thế nhưng niềm tin của người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành cho đội tuyển trong khoảng một năm qua trước khi có sự xuất hiện của huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện đang xuống rất thấp. Trong bối cảnh đó, thế giới cầu thủ nội khao khát được thể hiện nhằm có thể lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ, đồng thời cũng là để chứng minh cho họ thấy được là có chỗ đứng như là họ đang có. Tâm lý này của giới cầu thủ Việt Nam hiện đang rất giống với tâm lý từng xuất hiện nơi giới cầu thủ khi mà ông Park Hang-seo mới cầm quân. Tâm lý muốn chứng tỏ bản thân của người và chứng tỏ vị thế của giới cầu thủ Việt Nam với hàng làng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên dù tương đồng về nhiều mặt, thế nhưng ông Kim Sang-sik vẫn muốn có cho mình những sự cách tân dưới thời ông Park Hang-seo. Bởi vì mỗi thời kỳ mỗi khác, bóng đá Việt Nam hiện đang thay đổi, các nền bóng đá xung quanh cũng thay đổi theo. Nên ông Kim Sang-sik cần phải có những sự thay đổi sao cho phù hợp. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương đánh giá, ông Kim Sang-sik ngoài việc kế thừa di sản của người tiền nhiệm cũng đang cố gắng thử nghiệm lại những nét mới. Ví dụ như là ở hiệp 2 trận đấu với Iraq tại vòng loại World Cup, ông Kim ngoài việc thử nghiệm nhân sự còn thử nghiệm thêm về mặt lối chơi. Có thời điểm, ông ấy cho toàn đội chuyển sang chơi với sơ đồ là có 4 trung vệ nhằm có thể tăng khả năng tấn công, tăng khả năng vây hãm khung thành của đối thủ. Kết hợp giữa những giá trị cũ và đi tìm kiếm những điều mới mẻ hơn, hy vọng là ông Kim Sang-sik sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam tái hiện được những thành công như thời của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Bóng đá Việt Nam vì đâu mà gian nan đường xuất ngoại? Quang Hải chọn ở lại với V-League thay vì sang Nhật Bản như đồn đoán, để rồi một lần nữa con đường xuất ngoại của bóng đá Việt Nam trắc trở. Lý do vì đâu? 1. Thông tin Quang Hải chọn ở lại V-League chưa được công bố một cách chính thức, thế nhưng khả năng cao tin đồn là chính xác. Quang Hải lựa chọn phương án an toàn cho sự nghiệp của anh, lại nhận chế độ đãi ngộ cũng rất xứng đáng, thậm chí là cao so với khi sang Nhật Bản chơi bóng là điều bình thường đối với một cầu thủ chuyên nghiệp. Chỉ có điều lựa chọn của tiền vệ tuyển Việt Nam khiến cho người hâm mộ lẫn cả giới chuyên môn hơi chạnh lòng, bởi ai cũng muốn Quang Hải sang môi trường cạnh tranh chất lượng hơn, hòng phát huy tài năng cũng như là giúp bóng đá nước nhà phát triển. Sau Quang Hải, tương lai của Tuấn Hải, một gương mặt sáng giá nhất nhì bóng đá Việt Nam khác cũng được xác định khi chọn ở lại với Hà Nội FC thay vì tìm đường ra nước ngoài để chơi bóng. Điều khoản hợp đồng cho phép chân sút của tuyển Việt Nam có thể xuất ngoại nhằm thử sức nếu như nhận lời mời hoặc thời điểm phù hợp, nhưng đó là chuyện của tương lai nên hiện chỉ còn trông đợi vào Hoàng Đức. Thế nhưng xem chừng như cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại cũng không mấy quyết tâm rời V-League, dù là có nhiều lời mời như đồn đoán đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay là cả Thái Lan.
Nếu như Hoàng Đức không có ý định thử sức tại môi trường mới, lúc này chỉ có duy nhất là Công Phượng đang khoác áo một câu lạc bộ nước ngoài, điều hơi khó chấp nhận với bóng đá Việt Nam. Vì đâu mà con đường xuất ngoại chơi bóng của các cầu thủ Việt Nam lại gập ghềnh không dễ trả lời. Những lý do rất lớn nằm ở tư duy sợ thất bại bên cạnh chuyên môn. Bóng đá Việt Nam thì có quá ít người dám mạo hiểm với sự nghiệp như là Công Vinh, nên phần lớn các bản hợp đồng dán nước ngoài chơi bóng mang hơi hướng thương mại nhiều hơn, từ chuyến đi của Quang Hải, Văn Hậu hay trước đó là với Xuân Trường, Công Phượng. Không chỉ ít dám mạo hiểm, sự chuẩn bị cho những chuyến xuất ngoại cũng là chưa đủ tới từ chuyên môn, dinh dưỡng ngôn ngữ hay là sự hòa nhập, nên chuyện thất bại bỗng như trở nên thường ngày ở huyện khiến cho người đi sau nản chí. Có thể thấy được là việc chưa thể phá vỡ bỏ vỏ kén an toàn khiến cho bóng đá Việt Nam tụt lại hơn so với nhiều đội bóng trong khu vực, ít nhất là ở chuyện xuất ngoại. Và về lâu về dài, nếu như không thay đổi, thật khó mà có thể vươn ra khỏi Đông Nam Á, chứ chưa nói đến chuyện nghĩ về World Cup. Tuyển Việt Nam cần có cuộc cách mạng, nhập tịch chỉ là một giải pháp. Đội tuyển Việt Nam cần một nguồn lực cầu thủ nhập tịch, hòng có thể tìm lại vinh quang đang là vấn đề được đặt ra trong thời gian qua, thế nhưng đây không phải như là giải pháp tối ưu nhất. Không phải đến thời điểm này, câu chuyện nhập tịch cầu thủ để nâng tầm tuyển Việt Nam nhằm có thể tranh vé tham dự World Cup hoặc vươn tầm châu lục mới được đặt ra. Nhiều năm trước thì vấn đề này từng được thảo luận rất nhiều. Sau vài năm lắng xuống bởi vì thành tích tương đối ổn thì câu chuyện nhập tịch một lần nữa được nhắc lại khi mà tuyển Việt Nam tụt dốc dưới thời ông Chu Xie. Càng nóng hơn nữa khi mà trào lưu nhập tịch hiện đang quay trở lại với khu vực Đông Nam Á, với việc là Philippines, Thái Lan, Malaysia và đặc biệt là cả Indonesia thành công cùng các cầu thủ nhập tịch hoặc có gốc gác. Tuyển Việt Nam thất bại trước Indonesia ở vòng loại World Cup, Asian Cup khiến cho người hâm mộ cảm thấy sốt ruột hơn bao giờ hết, nên không ít lời kêu gọi Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiến hành các bước tương tự như là đối thủ nhìn có thể tìm lại vinh quang. Dù là muốn hay là không thì chúng ta cũng cần phải thừa nhận là việc nhập tịch giúp nhiều đội bóng trong khu vực tăng cường được sức mạnh một cách đáng kể. Từ Singapore, Philippines, Malaysia, Thái Lan trong quá khứ và bây giờ là Indonesia. Thế nhưng thành công và bền vững với một giải pháp nhập tịch hay không thì lại là câu chuyện khác. Singapore, Philippines như là một ví dụ rõ nhất ở câu chuyện nói trên khi mà từng bay cao trong một vài kỳ AFF Cup. Nhưng sau này thì lại mất hút trước khi quay trở lại với vị thế của một đội bóng tầm thường trong khu vực. Sự tụt dốc của Singapore và Philippines sau chu kỳ thành công ngắn xuất phát bởi nền tảng bóng đá gồm có nhiều yếu tố cấu thành như là giải vô địch quốc gia, đào tạo trẻ, phong trào ở hai quốc gia này không đủ để mà tiếp tục bay cao như giai đoạn đầu tiên tiến hành nhập tịch. Từ câu chuyện của Singapore, Philippines có thể thấy là phương án nhập tịch hoặc tìm các cầu thủ mang dòng máu Việt khắp nơi trên thế giới về khoác áo đội tuyển Việt Nam chắc chắn chỉ là một giải pháp tạm thời, hoặc ít nhất song song với việc xây dựng một nền bóng đá chuyên nghiệp hơn. Có nghĩa là bóng đá Việt Nam vẫn cần chào đón những cầu thủ nhập tịch đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia, song song đó buộc phải xây dựng lại một cách đồng bộ công tác đào tạo trẻ, hệ thống thi đấu chuyên nghiệp tốt hơn. Điều đó mới có thể tạo được thành công về lâu về dài. Còn bây giờ, nhìn vào gốc rễ, tức là bóng đá trẻ chẳng hạn, dù là phong trào, các trung tâm đào tạo nở rộ, thế nhưng liệu rằng có bao nhiêu cầu thủ là muốn theo đuổi công việc một cách chuyên nghiệp theo đúng nghĩa? Vậy cho nên, tuyển Việt Nam sẽ cần phải nhập tịch để mà giải quyết được vấn đề thành tích cũng được. Thế nhưng về lâu về dài thì chẳng thể nào bỏ quên câu nói mà cố huấn luyện viên trưởng Alfredo đã từng nói trong quá khứ, rằng Việt Nam xây nhà từ nóc.